3-3 của Đoàn Đức Đội. Vâng. Cơ hội 20 không? Trận đấu này sẽ cho máy nghỉ. Vẫn rất nỗ lực. Phiếu báo vị trí của hai đội. Chủ tịch tập đoàn. Trận đấu bắt đầu. Thank you.
chưa được. Mọi người có mình có nghe được âm thanh không nhỉ? Tại vì mình dùng âm thanh bằng Bluetooth, không biết mọi người có nghe được không? Biên hai của Mạnh Cường. Đấy, bóng kéo chân rất khéo. Điểm bóng đầu tiên cũng đã được ghi cho Hoa Chất Đức Giang, 1-1. Ok, cảm ơn Tuấn Kỳ, cảm ơn Phạm Đắc Mạnh. Chào 140 anh chị em xem. Tấn công bung chắn của Hoa Chất Đức Giang. 2-1 cho Yên Dũng Bắc Giang. Yên Dũng Bắc Giang đang là ngựa ô và ẩn số của giải nhé. Đã vượt qua rất nhiều đội mạnh để vào chơi trận bán kết này. Cũng là một thử thách cực kỳ khó khăn cho Hoa Chất Đức Giang trên con đường đoạt cúp. Mình giới thiệu qua đội hình của Hóa Chất Đức Giang. Số 1 là đội trưởng Thế Bản. Hai cắt bóng thành công. Thành công là Đinh Văn Đài mang áo số 8. Chuyền hai là Văn Khánh áo số 6. Chủ công khi thi đấu hiệu quả và ghi điểm nhiều nhất, kéo đội. Đó là người có thể hình nhỏ bé nhất của Hóa Chất Đức Giang, Mạnh Cường mặc áo số 10. Và đang đứng ở biên 4 là Văn Khương, cầu thủ đến từ Dục Tú, Đông Anh. Văn Khương, một chắn, đã thành công. Điểm bóng 2-3 cho Hóa Chất Đức Giang. Ok, cảm ơn Luân Thành. Chào 163 anh chị em đang xem. Vẫn còn. Bài biển rất tốt, xử lý của Hữu Vinh. Mạnh vừa. Sân mình nhận thấy rất đông các bạn nhé và rất nhiệt, hai trống luôn. Một pha tấn công nhanh vắt về y chéo sân. Ok, cảm ơn Thùy Dương. Điểm bóng lúc này là 3-4. Cách biệt chỉ có là một điểm thôi, lợi điểm đang thuộc về các cầu thủ trẻ đến từ Yên Dũng Bắc Giang. Chồng và tấn công nhanh, chồng 3-3 chưa thành công. Đây là Mạnh Cường. Bóng ngoài sân mất rồi. Điểm bóng cho Hóa Chất Đức Giang 4-4. Của Văn Khương. Một chân của Đinh Văn Đài. Lần này thì Hóa Chất Đức Giang đã vượt lên dẫn trước rồi. 5-4. Phạt bóng lúc này là Thế Bản. Trọng tài đang gọi đội trưởng của hai đội lại để trao đổi. Đội của Lưu Quốc Cường đang đánh ở sân bên kia bạn nhé. Đang gặp hiệp hòa trong trận bán kết 2. Hai sân thi đấu song song. Theo như mình thì đội của Lưu Quốc Cường khả năng vào chung kết rất cao. Trận đấu tiếp tục. Điểm số lúc này đang là 5-4. Bạn đã tha bóng chưa có tới. Điểm bóng chỉ hiện dụng 5-5. Mạnh Cường
xử lý, cơ hội đã đến. Hữu Bình, không phải, đó là một pha tấn công nhanh, chưa được. Chú không biết sân bên kia có ai lai nhé. Đức Giang. Các cô gái nữ của Hóa chất Đức Giang đã vào chung kết rồi mọi người nhé. Cũng gặp đội Yên Dũng Bắc Giang luôn. Bóng ngoài sân, điểm bóng Hóa chất Đức Giang 7-7. Trận bên kia anh có quay nhá, nhưng mà bên đấy không có mạng để like. Tối nay về có hết trên Bóng Truyền HD mọi người nhé. Chắc chắn là sẽ có luôn hai trận bán kết và hai trận chung kết. Bóng rất kéo. Hóa chất Đức Giang lại vượt lên dẫn trước rồi, 8-7. Cho Hóa chất Đức Giang. Đó là lỗi vị trí giữa Lê Hữu Bình và cầu thủ số 2 thủ công bên Yên Dũng Bắc Giang. Yên Dũng Bắc Giang đã xin hội ý lần thứ nhất của hiệp đấu đầu tiên. Trận bán kết 1 trong khuôn khổ giải vô địch bóng chuyền hơi miền Bắc lần thứ nhất năm 2020, tranh cúp Hoa Đại. Giải được sự tổ chức phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Giang và Câu lạc bộ Bóng chuyền hơi tỉnh Bắc Giang. Bác ơi! Bác ơi! Trận đấu tiếp tục. Này là 8-9, người phát biệt bóng là Lê Hữu Bình, cầu thủ đến từ Nguyên Khê Đông Anh. Đinh Văn Đại rất cao tầm. Lần này thì Đinh Văn Đại đã chủ động tấn công chéo sân chứ không bắt về y. Thủ công của Yên Dũng đã không bắt bài được. Điểm bóng 18 cho Hóa chất Đức Giang. Phát bóng vẫn là thế bàn. Chắn đơn bắt bài thành công của Mạnh Cường. 11-8 rồi. Đây là sân trong nhà thi đấu mới thuộc thành phố Bắc Giang luôn. Và Luân Thành nhé. Ngồi bên ban lãnh đạo của Hóa chất Đức Giang là có chủ tịch tập đoàn Hóa chất Đức Giang, một người rất nổi tiếng, cũng là một trong những đại gia tiếng tăm của Việt Nam. Lưu bom. Thế bạn vừa rồi đã bất lực trước pha tấn công quy lực của Hữu Bình. Điểm bóng 9-12. Cường bỏ bóng. Phản công ai đây? Bóng ra ngoài.
Ban tổ chức đang cho dừng trận đấu để yêu cầu những khán giả lên khán đài ngồi. Trận đấu tiếp tục. Biên 4, Văn Gia. Điểm liên tiếp cho các cầu thủ Yên Dũng. 12 đều. Và bây giờ thì các cầu thủ Hóa Chất Đức Giang đã phải xin hội ý lần đầu tiên của hiệp đấu thứ nhất trận bán kết 1 trong khuôn khổ giải bóng chuyền hơi miền Bắc lần thứ nhất năm 2020 tranh cúp Hoa Đại. Giây hội ý đã hết, hai đội tiếp tục trở lại phần thi đấu. Điểm mới này đang là 12 đều. Đó là Đinh Văn Đại. Lần này thì Đinh Văn Đại đã thành công. Rất uy lực và tốc độ. Không có cơ hội phòng thủ nào cho các cầu thủ Yên Dũng. 13-12. Phạt bóng lúc này là Văn Khương. Điểm bóng 13 đều. Bóng thu mất rồi. Văn Cường vẫn phá chắn thành công. 14-13 cho Hóa Chất Đức Giang. Và phối hợp nhanh chóng. Không hiểu ý của các cầu thủ Yên Dũng. Đến Mạnh Cường. Và Mạnh Cường không bỏ lỡ cơ hội. 15-13 rồi. Trước ở trung đoàn 174 Hoàng Thành ạ, Văn Khánh. Điểm bóng lúc này là 16-15. Đội điểm lại đang thuộc về các cầu thủ trẻ của Yên Dũng Bắc Giang. Đinh Văn Đại thành công rồi. 16 đều. Số 6 là chuyền hai cực kỳ ăn ý với Đinh Văn Đại. Một cặp đôi hoàn hảo. Ngày hôm qua thì số 6 Duy Khánh đã bận không đến được và hôm nay anh đã được tăng cường. Vẫn còn. Và bởi thắng thành công của Đinh Văn Đại, Hóa Chất Đức Giang lại vượt lên dẫn trước 17-16. Xin mời đội trưởng của hai đội của Hóa Chất Đức Giang của Đinh Văn Đại.
thành công của Văn Khương 18-16 cho Hóa Chất Đức Giang thôi. Yên Dũng xin hội ý lần thứ hai của hiệp đấu thứ nhất. Điểm số lúc này đang là 18-16, thời điểm đang thuộc về các cầu thủ Hóa Chất Đức Giang. Cái cầu ấy và bên mình phát đấy, anh em phát chậm thôi để anh em ngoài đấy, anh em chạy đã rồi mà phát xuống lượng, anh không ai cũng nhanh cả. Anh gặp nào giữa mày đây. Bắt về 19-17 cho Hóa Chất Đức Giang. Xử lý của Hiếu Quỳnh. Mười tám mười chín cho Yên Dũng bắt ra. Căng thẳng 20-18 set boy hay là 19 đều. Rất đáng tiếc quyết định của trọng tài là bóng chạm chắn trước khi ra ngoài. Chúng tôi đang chờ quyết định của trọng tài. 20-18 set boy rồi. 2 điểm set boy cho các cầu thủ Hóa Chất Đức Giang. Này thì Đức Giang đã phá chắn thành công. 19-20. Rồi cầm còi vẫn thuộc về các cầu thủ Hóa Chất Đức Giang. Có lẽ là Mạnh Cường hay Đinh Văn Đại, chắc chắn là một trong hai người rồi. Văn Khương chắc chắn sẽ không được tin trong tình huống này. Đó là Đinh Văn Đại. Mạnh Cường vẫn xử lý khéo. Trọng tài đã bắt lỗi trên bóng. Quá chắc chúng ta 20 đều. Rất hồi hộp và căng thẳng. Quá chắc chúng ta mà thua hiệp đấu đầu tiên thì hiệp đấu thứ hai sẽ rất là hay các bạn ạ. 21-20, đó là pha tấn công nhanh của Đinh Văn Đại đã thành công. Cú pháo của Hóa Chất Đức Giang vẫn được đánh giá là cửa trên. Hóa Chất Đức Giang đang là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch năm nay. Dũng nhỏ bị loại rồi. Hiếu Quỳnh, cơ hội đã đến. Đinh Văn Đại. Đinh Văn Đại rất uy lực đã kết thúc hiệp đấu thứ nhất. Hóa Chất Đức Giang thắng Yên Dũng Bắc Ninh 1-0. Hai đội đổi sân tiếp tục thi đấu hiệp đấu thứ hai. Chào 273 anh chị em đang xem nhé. Anh bóng chuyền hơi ra Việt Nam ạ. Thank you.
Xin mời anh chị em trở lại với hiệp đấu thứ hai, trận bán kết 1 giữa hai đội bóng Yên Dũng Bắc Giang trong trang phục áo trắng gặp Hóa Chân Đức Giang trong trang phục áo xanh. Hai đội sẽ thi đấu với thể thức 3 tháng 2 và hiệp đấu đầu tiên các cầu thủ Hóa Chân Đức Giang đã thắng các cầu thủ Yên Dũng. Đây là hiệp đấu thứ hai, điểm bóng đầu tiên của hiệp 2 đã thuộc về các cầu thủ Hóa Chân Đức Giang. 1-0. Trọng tài đã bắt lỗi thủ công của Yên Dũng Bắc Giang. 2-0. Bóng ngoài sân rồi. 3-0 cho Hóa Chất Đức Giang. Các cầu thủ Yên Dũng Bắc Giang xin hội ý lần thứ nhất của hiệp đấu thứ hai. Chung kết nữ sau hai trận bán kết nam, bạn Phùng Trọng Tú nhé. Nữ Hóa Chất Đức Giang vào chung kết rồi. Nữ Hóa Chất Đức Giang sẽ vào chung kết gặp nữ Yên Dũng Bắc Giang. Bình Xuân vẫn chơi bóng ra bình thường, Thiên Nguyễn nhé. Trận đấu tiếp tục. Bỏ bóng của chủ công Yên Dũng Bắc Giang đã bị Hóa Chất Đức Giang chắn, điểm bóng 4-0 của Hóa Chất Đức Giang. Pha nhanh chóng 3-3. Đó là một pha. Vâng, theo luật là hàng dưới đánh bóng xa, hàng trên có thể chắn. 1-4 cho Yên Dũng Bắc Giang. Catala Yên Phong của anh em Lưu Quốc Cường, Lưu Vạn Ninh đã thắng rồi nha các bạn nhé. Điểm 3-4 cho Yên Dũng. Chất Đức Giang có anh lai liền luôn nhá, lai cả chung kết nữ chung kết nam luôn. Rất cao tầm công Yên Dũng Bắc Giang, điểm bằng 5-5. Đinh Văn Đại chắc cũng cao khoảng tầm 1m8 em ạ. Đó là Đinh Văn Đại, rất nhanh, bóng trong sân, cực kỳ tốc độ. Hàng chắn của Yên Dũng Bắc Giang vừa rồi không thể bật nhảy theo kịp. Nhưng pha chặn bóng như vừa rồi là phải nhảy trước theo bóng các bạn nhé. Nhưng mà nhảy trước chuyền hai của đội kia lại phi bóng vào hàng chắn thì lại bắt lỗi. Nói chung là cũng rất khó, cực kỳ khó. Pha tấn công vừa rồi thì là 6-6 rồi.
được quả nhanh, nhưng mà pha nhảy trước vừa rồi chuyền hai của Đông Anh đã ném bóng thẳng vào tay chắn của các cầu thủ Yên Dũng Bắc Giang và trọng tài đã phải bắt lỗi luôn. Điểm bóng này là một đều. Chất Đức Giang. Thắng lên tối mai em ơi. Rất tiếc một pha phối hợp tấn công nhanh trong tư thế chuyền một rất khó, có thể tạo bất ngờ, nhưng tiếc rằng pha bóng tấn công vừa rồi chưa qua lưới. Điểm bóng cho Hóa Chất Đức Giang 9-7. Đội Hóa Chất win xem 1-2-2-20 cháu nhé. Ở đây đang là hiệp 2, Hóa Chất đang dẫn 17. Nữ cao 2m em nhé. Đây là trận bán kết bản Phùng PQ ạ. Trong sân 9-11 với Yên Dũng Bắc Giang. Chào 315 anh chị em đang xem. Nhưng mà bán kết 2 thì cũng thi đấu cùng giờ và đã kết thúc rồi. Đội của anh em Lưu Quốc Cường, Lưu Vạn Ninh, Đặng Cát Lăng, Yên Phong đã thắng và vào chung kết. Đang chờ trận thắng của đội này nữa. Xong trận bán kết 2 này sẽ là trận chung kết nữ. Xong chung kết nữ sẽ là chung kết nam. Và mình sẽ live một live này xuyên suốt luôn nhé các bạn nhé. Kỳ hay luôn. Trong bóng chuyền như anh Hải của Thể Công chia sẻ, đó là sự kết nối giữa các đồng đội, đó mới là sức mạnh lớn nhất. Và đội của Lưu Quốc Cường, Lưu Vạn Ninh, mình thấy được điều đấy. Mình cũng rất hy vọng đội Catalan Yên Phong sẽ thể hiện được tinh thần như vậy. Điểm bóng lúc này là 12-11. Không thấy ai giống vậy. Ít lắm bạn ơi, các cầu thủ này thi đấu thường xuyên rồi. Xuyên chắn của Văn Khương, 13-11 cho Hóa Chất Đức Giang. Đặc biệt đó là 2 điểm.
Đúng rồi em ơi, Đinh Văn Đại đánh nhanh, phải nói là tốc độ cực kỳ. Nhưng mà lát nữa các bạn xem Catalan Yên Phong thi đấu cũng cực kỳ đẹp mắt, nhanh chồng. Đó là một pha bắt bài của Đinh, không phải của Thế Bản. Nhanh chồng hơi cao các bạn ạ. Và vừa rồi Thế Bản đã bắt bài chính xác, bỏ chắn nhanh và bắt quả chồng thành công, 14-11. Cách biệt đã là 3 điểm rồi. Bắc Giang tên common cho mình nhỉ? Số 2 có bạn common là Việt Dũng thôi, còn số 14, 16 và 12. Trọng tài đã phân đối vị trí các cầu thủ. Điểm bóng của Yên Dũng Bắc Giang 13-14. Đức Lương cảm ơn bạn. Đức Lương có dáng rất là dáng cầu thủ bóng chuyền nhá. Đưa chắn thành công, hai chắn là theo Đinh Văn Đại và Văn Cường tấn công từ biên 4 không chắn. Một pha đào giếng. 15-13 rồi. Cường đã bị đưa con chắn bóng thành công. Điểm bóng lúc này đang là 15 đều. Liên tục Bắc Giang mới vượt lên dẫn trước Hóa Chất Đức Giang. Nhưng cách biệt cũng chỉ có là 1 điểm thôi. Đây đang là bán kết. Chào 320 anh chị em đang xem. Ba mươi giây hội ý của Hóa Chất Đức Giang đã hết, hai đội tiếp tục trở lại sân. Điểm bóng cho Hóa Chất Đức Giang 16 đều. Minh Chiến từ biên 2 bóng ra ngoài 17-16. Nữ Thái Nguyên được giải 3 rồi em nhé.
27 Nguyễn Dũng Bắc Giang. Yên Dũng Bắc Giang xin hội ý lần thứ hai của hiệp đấu thứ hai. Điểm số lúc này đang là 18-17, cách biệt chỉ có là một điểm, thời điểm đang thuộc về các cầu thủ Hóa Chất Đức Giang. Điểm bóng lúc này đã là 19-17. Cách biệt là 2 điểm. Lợi điểm đang thuộc về các cầu thủ Hóa Chất Đức Giang. Phát bóng là Đinh Văn Đại. Set boy hay là 18-19? Bóng trong sân. Set boy rồi. Pha bóng vừa rồi là bóng trong sân. 20-17. 3 điểm set boy cho các cầu thủ Hóa Chất Đức Giang. Chuyển nhiều cho Phú Công số 2 Việt Dũng. Hiếu ở nhà thi đấu mới tỉnh Bắc Giang, bạn Nguyễn Trần Huỳnh nhé. Và tấn công nhanh chóng 3-3 của các cầu thủ Yên Dũng Bắc Giang ra ngoài. 21-17 kết thúc set thứ hai. Chung cuộc các cầu thủ Hóa Chất Đức Giang đã thắng các cầu thủ Yên Dũng Bắc Giang với tỷ số 2-0 và lọt vào trận chung kết gặp các cầu thủ Catalan Yên Phong của anh em Lưu Quốc Cường, Lưu Vạn Ninh. Còn đồng giải 3 là các cầu thủ đến từ Yên Dũng Bắc Giang và các cầu thủ Hiệp Hòa Bắc Giang. Cảm ơn các bạn đã xem video của Đỗ Nguyên Thanh. Nếu thấy hay các bạn hãy đăng ký kênh Bóng Chuyền HD. Cảm ơn các bạn rất nhiều.